Và việc của các bạn đó là nhiều tiền và đưa người khác sử dụng số tiền đó nhân cái thu nhập của các bạn lên. Chung quy lại, trên hành tinh này có 4 kiểu thu nhập khác nhau. Chúng ta cần nắm rõ để xem thử là ta đang ở cái nguồn thu nhập nào, ở mỗi loại chúng ta tăng thu nhập như thế nào, và xem thử là chúng ta đã có sự lựa chọn đúng chưa. Bởi vì sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Số 1 là thu nhập từ việc làm thuê. Các bạn có thể làm văn phòng một ngày 8 tiếng, hoặc bạn ở một công việc có thu nhập cao hơn như bác sĩ, như là luật sư, như phi công, vân vân. Hoặc các bạn làm manager, làm CEO ở những công ty lớn. Thì về chung quy các bạn cũng lấy thời gian của mình để làm và nhận lương mỗi tháng. Hoặc các bạn tự làm việc cho mình thì cũng gọi là làm thuê, bởi vì các bạn làm thuê cho chính mình. Ví dụ như các bạn mở một tiệm cắt tóc và các bạn tự cắt tóc, hoặc là các bạn mở một tiệm về móng tay và các bạn cũng là người làm ở đấy, hoặc các bạn mở một doanh nghiệp, bạn chính là những người manager ở công ty đó. Vậy làm thế nào để tăng thu nhập từ khoản thu nhập này? Nếu như các bạn muốn tăng thì các bạn cần phải dành thêm nhiều thời gian, hoặc là nâng cao kỹ năng của bản thân, nâng cấp bản thân lên để có một mức lương tốt hơn, kết quả tốt hơn. Khoản thu nhập số 2 đó là thu nhập từ việc bán hàng. Ở khoản thu nhập này chúng ta không lấy thời gian ra để có thu nhập, mà nó sẽ dựa vào kết quả. Các bạn có thể bán hàng cho người khác và nhận hoa hồng, hoặc bán hàng cho chính mình. Nếu như các bạn bán hàng tại thị trường nước ngoài thì các bạn quan tâm đến cái mảng gọi là affiliate marketing, bán hàng cho người khác và nhận hoa hồng. Chúng ta có thể ngồi Việt Nam và bán hàng bên kia bán cầu, bán hàng tại Mỹ, Úc, Canada, vân vân. Còn bán hàng truyền thống thì đơn giản là các bạn lấy hàng của người khác và bán. Nhưng ở cái việc bán hàng cho người khác tại thị trường Việt Nam này thì nó có một số cái nhược điểm, đó là chúng ta cần phải giao hàng, chăm sóc khách hàng, tương tác với họ, vân vân. Còn một cái mảng gọi là cái mảng affiliate marketing, chúng ta cũng bán hàng cho người khác và nhận hoa hồng, nhưng nó thông qua hệ thống link. Việc của chúng ta đó là mình làm thế nào để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, làm thế nào để có ai đó cần sản phẩm này, họ click vào cái link đó, họ mua hàng, thì sau đó chúng ta sẽ được tự động cập nhật hoa hồng. Chúng ta không tham gia vào quá trình giao hàng, quá trình chăm sóc khách hàng. Như vậy, affiliate marketing hiện nay rất là phổ biến trên toàn thế giới, gần như nó là xu hướng, bởi vì ngồi ở đâu chúng ta cũng có thể bán, và chúng ta tập trung vào kỹ năng internet marketing và bán hàng thì chúng ta sẽ bán được hàng, và sau đó thì những nhiệm vụ còn lại thì nhà cung cấp sẽ lo. Như vậy thì nếu như các bạn tập trung vào việc bán hàng thì các bạn cũng sẽ có một cái khoản thu nhập có khi là rất lớn. Các bạn có để ý thấy rằng có những cái đoạn livestream mỗi buổi tối, hoặc cái webinar, hoặc những cái buổi Zoom chia sẻ trực tuyến mỗi 2 tiếng như vậy, có những người họ kiếm từ 1 đến 2 tỷ. Đó là chuyện bình thường. Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng nếu như các bạn đang bán hàng, đương nhiên là các bạn sẽ có thu nhập dựa vào doanh số. Như vậy thì chúng ta cần đưa nó lên trên Internet. Khi mà chúng ta đưa nó lên trên Internet thì chúng ta sẽ tiếp cận được một lượng khách hàng gọi là không giới hạn, có thể là tiếp cận ở bên kia bán cầu, toàn đất nước Việt Nam. Như vậy nếu như các bạn bán hàng hay làm affiliate marketing thì không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta phải đưa toàn bộ lên trên Internet. Suy cho cùng, cái việc bán hàng sẽ giúp cho chúng ta tạo ra dòng thu nhập gần như là không giới hạn. Tăng thu nhập của chúng ta phụ thuộc vào yếu tố nào? Thì để tăng thu nhập chúng ta có thể xem xét đến 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là kỹ năng chốt sale, kỹ năng bán hàng của chúng ta. Nếu như chúng ta bán hàng tốt, kỹ năng chốt sale lên thì chúng ta sẽ bán được rất là nhiều đơn. Cái số 2 nó ảnh hưởng tới cái việc tăng thu nhập, đó là chúng ta chọn cái sản phẩm có phần trăm hoa hồng lớn, cái mức hoa hồng của họ trả cho chúng ta lớn, cái chính sách hoa hồng của họ trả cho chúng ta lớn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của mình. Và một cái phần quan trọng nữa đó là giá của sản phẩm, giá trị của sản phẩm. Nếu mà chúng ta tham gia vào một cuộc chơi bán dành cho những đối tượng cao cấp chẳng hạn, những người mà họ có khả năng chi trả từ 200 đô trở lên cho đến trên 10.000 đô, thì trong cuộc chơi này thì chúng ta sẽ cũng sẽ bán hàng, nhưng mà chúng ta sẽ nhanh đạt mục tiêu thu nhập hơn. Hoặc là ít nhất thì các bạn cũng có thể tham gia những cái kênh một đơn hàng của nó là khoảng cỡ vài trăm ngàn cho đến khoảng cỡ hơn 1 triệu, 2 triệu ở trên Clickbank chẳng hạn. Có thể là 20 đô, 100 đô, 200 đô vân vân ở trên Clickbank mà rất là nhiều học viên của Hường đang quảng bá. Nếu các bạn xem video này và chưa biết Hường đang làm mảng gì thì các bạn có thể quay lại các video trước và xem Hường chia sẻ về affiliate marketing, về Clickbank, cách ngồi Việt Nam và bán hàng bên kia bán cầu. Hiện nay tại Việt Nam, Hường và rất là nhiều học viên khác có thể bán hàng ngàn đơn hàng mỗi ngày, chỉ cần ngồi ở Việt Nam với một chiếc máy tính, thậm chí là các bạn đang ngồi tại trên rừng vân vân, thì các bạn cũng có thể tạo được cái dòng thu nhập hoặc bất kỳ nơi nào. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về affiliate marketing, bán hàng cho người khác và nhận hoa hồng không cần tham gia vào quá trình giao hàng, chăm sóc khách hàng, thì hãy vào phần mô tả dưới video này để biết thêm chi tiết. Loại thu nhập thứ ba đó là thu nhập từ việc sở hữu bất động sản. Ví dụ như các bạn sở hữu về nhà, các bạn cho người khác thuê và mang thu nhập mỗi tháng, hoặc là các bạn có thể sở hữu về mặt bằng, các bạn có những cái khoảng đất có thể cho người ta thuê, hoặc là từ sở hữu một cái thương hiệu nào đó, các bạn nhượng quyền thương mại và nhận cái phần trăm lợi nhuận mỗi tháng, người khác phải trả tiền cho các bạn khi mà họ muốn nhượng quyền thương mại, vân vân. Thì rất là nhiều cái nguồn thu nhập chúng ta có thể có được từ việc là có sẵn cái một lượng tài sản nhất định. Làm thế nào để tăng cái loại thu nhập này? Thì chúng ta có thể là tăng số tài sản sở hữu, hoặc là chúng ta tăng cái giá trị bất động sản của mình, tăng giá trị cái tài sản mà chúng ta được sở hữu. Ví dụ như cho thuê nhà, chúng ta cần sơn sửa lại, trang bị nhiều thêm để cho thuê với giá cao hơn chẳng hạn. Hoặc là nhượng quyền thương mại thì chúng ta trang bị, làm cho thương hiệu chúng ta mạnh hơn, có thể là nhượng quyền lại với giá cao hơn, vân vân, có rất là nhiều cách. Loại thu nhập số 4 đó là thu nhập từ việc cho vay. Nó bao gồm cả việc là cho vay lấy lãi, mình đầu tư vào những cái dự án, ví dụ như các bạn là những nhà đầu tư thiên thần, hoặc các bạn mua chứng khoán, cổ phiếu để mà chúng ta một phần trở thành sở hữu một cái công ty, hoặc các bạn là những Shark Tank, những con cá mập ấy để mà có thể bỏ vốn vào một cái doanh nghiệp nào đó, và việc của các bạn đó là nhiều tiền và đưa người khác sử dụng số tiền đó, nhân cái thu nhập của các bạn lên, nhân cái nguồn thu của các bạn lên, và các bạn không tham gia vào quá trình làm thế nào để sinh lợi từ nguồn tiền đó, thì gọi là thu nhập từ việc cho vay, nhưng với điều kiện các bạn phải có thật là nhiều tiền. Vậy làm thế nào để các bạn tăng thu nhập từ khoản này? Là các bạn chọn lựa những nơi mà chúng ta có thể đặt tiền với cái tiềm năng thu nhập cao, tiềm năng phát triển cao, và hoặc là chọn những nơi nào có lãi suất cao hơn. Vậy suy cho cùng, nếu như các bạn là người mới bắt đầu, là những người mới khởi nghiệp, các bạn chưa có nhiều vốn và các bạn cũng chưa có nhiều kiến thức, thì chúng ta chọn nguồn thu nhập nào? Đương nhiên là các bạn hoàn toàn dễ dàng để có được cái dòng thu nhập từ việc làm thuê. Tuy nhiên là một cái mảng nữa không thể bỏ sót, đó là chúng ta tập trung vào cái nguồn thu nhập từ việc bán hàng. Việc bán hàng sẽ giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng và có được cái dòng thu nhập dựa vào kết quả gần như là không giới hạn. Có những người họ tay trắng làm nên sự nghiệp cũng nhờ vào việc bán hàng. Nếu ban đầu chúng ta chưa có sản phẩm, hãy bán sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng. Hay nói cách khác, các bạn có thể tập trung vào một mảng gọi là Affiliate Marketing, là một mảng xu hướng trên thị trường hiện nay. Nếu các bạn quan tâm tới Affiliate Marketing, hãy xem các video khác trong kênh YouTube Tomato Hường Official và các bạn sẽ hiểu thêm về cách người Việt Nam kiếm tiền Mỹ. Hãy xem phần mô tả để bổ sung. Và cuối cùng thì mọi người hãy đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông thông báo bên cạnh, xem các video tiếp theo trên kênh và bình luận một điều gì đó dưới video này. Đừng ngần ngại bình luận suy nghĩ của các bạn nha.